Lộ chi tiết được cho là Đạt Villa và bạn gái cũ ngoại quốc vẫn còn nặng tình. Chuyện tình giữa Đạt Villa và bạn gái người Indonesia vẫn để lại cho mọi người nhiều tiếc nuối về mối tình vượt biên giới. Tuy nhiên, mới đây netizen phát hiện chi tiết khá đặc biệt, cho thấy cặp đôi hot TikToker vẫn còn nặng tình với nhau. Theo đó, dù tuyên bố đã chấm dứt, song Đạt Villa và Vithia vẫn giữ mọi clip TikTok quay cùng nhau trước đó. Trên trang cá nhân Facebook của chàng hot TikToker Việt Nam cũng còn lưu lại rất nhiều hình ảnh tình tứ bên bạn gái cũ. Hành động này được cho là cả hai vẫn còn nặng tình với nhau, muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp để làm kỷ niệm. Số khác cho rằng những hình ảnh và clip này có lượng tương tác lớn, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, nên cặp đôi không hề xóa vội. Ngoài ra trước đó trên mạng xã hội còn xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Đạt Villa trông khá tiều tụy sau chia tay. Khoảnh khắc cho thấy ông bố một con trông mệt mỏi, có vẻ như đã đổ bệnh, nằm bất động trên giường và phải có người bên cạnh chăm sóc từng ly từng tí.